Thực sự thì cô đã được đón các bạn tân sinh viên cho đến nay chắc là 12 năm rồi, từ ngày cô về trường. Nhưng mà mỗi một năm thì đều cảm thấy rất là vô cùng là phấn khởi và háo hức nhìn những cái gương mặt mới, nhìn thấy một cái sự tươi mới của các em khi mà đến với trường Ngoại Thương. Chúc các em tân sinh viên K57 có một chặng đường thật là thành công và thật là rực rỡ sắp tới. Hôm nay thì mình cũng tôi về là cha là mẹ và tất cả các con mà hôm nay đưa ra đây thì cũng rất là vui mừng được có thể là cho các con vào cái môi trường, chứ không biết là nó có tốt hay không, nhưng mà giờ này thì cũng cảm nhận là cũng thấy phấn khởi. Nhập học năm nay là lần thứ 3 anh trải qua được một ngày nhập học. Thì lần nhập học đầu tiên của anh là một kỷ niệm rất đáng nhớ cùng với lớp cấp 3 khi mà bọn anh cùng nhau nhập học. Còn hai ngày nhập học của K56 và K57 thì anh được trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ các em tân sinh viên. Thì đối với anh, ngày nhập học là một ngày cực kỳ ý nghĩa với các em tân sinh viên khi mà các em được hòa nhập vào môi trường mới, được có những bước khởi đầu mới với ngôi trường Ngoại Thương. Thì anh cũng chúc các bạn K57 sẽ có 4 năm đại học thật là rực rỡ với môi trường này. Rất là vui, thì ở trường mình rất đông người, mình đến từ tầm 7 rưỡi mà đợi xếp hàng cũng khá là lâu. Ở trường mình thấy rất nhiều nữ. Anh cảm thấy rất vui bởi vì được chào mừng các em K57 đến nhập học ở trường mình, về được ngôi nhà của chúng ta. Nhưng mà anh hơi bức xúc về tình trạng tắt đường em ạ. Và anh cảm thấy không vui sao nào. Chắc chắn là sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của đời mình, hoặc mặc dù nó không biết là trai hay gái. Nghĩ là có. Tại vì kiểu là tôi thích những người con trai năng động ấy, thì dễ trường mình, và trường mình rất là năng động nên tôi nghĩ là sẽ tìm được. Các em ạ, anh biết là nhà các em cũng không có gì ngoài điều kiện ấy, nhưng mà thôi, đi nhập học thì mình đi bộ ấy, vừa keep, gọi là keep health thì, nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng giảm tình trạng tắc đường đi rất nhiều, bởi vì nhà ai cũng có ô tô ấy, mà đến thì cái trường Ngoại Thương nó chỉ bé một cái mắt mũi thôi em. Đấy thì nó cũng không có đủ diện tích để chứa. Thì thôi, lần sau có đi thì đi xe, đi bộ em ạ. Anh nghĩ thế. K57 và trường thì nói chung là năm nhất thì học hành nó cũng không quá là nặng nề đâu. Các bạn có thể tham gia một số các hoạt động, nhất là các câu lạc bộ, nó rất là tốt cho các em. Với nữa là nếu mà các bạn nào mà muốn tập trung ngay vào năm nhất ấy, thì các bạn có thể tập trung vào học tiếng Anh, hoặc là các kỹ năng như là Photoshop, hoặc là đấy, một số kỹ năng như vậy, nó rất là tốt cho các em. Lời khuyên của anh về cho K57 là nói chung là hãy cố gắng tích đức thật tốt, để mà nói chung là nó giúp được nhiều việc lắm. Thứ nhất là giúp cho em có nhiều bạn bè để em có thể trong những giờ thi này. Nói chung là thứ hai là em có thể đăng ký tín chỉ một cách suôn sẻ này. Đấy là những lời khuyên của anh, hãy sống thật tốt, tích đức thật nhiều. Cậu cảm xúc như thế nào về ngày nhập học đầu tiên K57? Tớ cảm thấy rất là vui vì được đổ vào Ngoại Thương, nhưng mà tớ cảm thấy hơi buồn vì chưa có bàn chơi cung. Cậu thì sao? Thực ra thì tớ cũng như cậu. Hãy tham gia cùng chúng tớ nhé.